ngoài ấy, thì nhìn con heo nó trắng, còn bên trong này nó màu nó nổi hơn ạ. Nổi đẹp hơn là đó, anh nướng này là tuyệt vời nè. Chưa, thực ra nói là tại vì vào cái thế thì tại vì lỗ rồi nhiều lắm. À, được anh. Nếu mà sớm hơn một tiếng nữa là nó đẹp. Nếu mà da nó căng lên thì nhanh thì để nước ra. Happy New Year nha, chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới nha.